Hoặc khi nào điện thoại của em sập nguồn, không còn sức bán hàng nữa thì thôi,
Ok chưa các tình yêu? Và điều đầu tiên bây giờ thì các tình yêu chia sẻ cho em đi đã, để đủ điều kiện tham gia cái livestream của ngày hôm nay, ok chưa? Không cần biết là khách quen hay khách lạ, không cần biết là trả 1.000, 10.000 hay là 99.000 đồng, nhưng hôm nay giá nào em cũng bán, được chưa mọi người? Thực sự là hôm nay livestream, cái livestream của ngày hôm nay rất là hồi hộp. Tại vì sao? Kể 1.000 đôi giày mà bán với giá này thì mọi người hiểu là không, đây coi như là không bán đúng không? Là như thế nào đúng không? Chương trình ngày hôm nay chỉ dành cho tất cả các tình yêu nào chia sẻ livestream từ 10 lượt trở lên và bấm theo dõi Facebook. Rủ bạn bè vào đây tham gia cho vui đi, săn hàng đi. Rồi ok, ngồi chỗ nào có wifi căng đét đi nhá. Gửi con cho chồng, gửi con cho ông bà ngoại và nội đi. Sang bên này để ngồi xem livestream, rủ nhau ngồi xem livestream và săn hàng nhá. Ok, lên chưa? Vậy thì đây là mã đầu tiên. Mã đầu tiên thì em đã giơ lên rồi thì em like luôn nhá. Mọi người ơi, mã đầu tiên của em là mã giày, mã 01 size 35. Ai đi được thì lấy nhá, ai không đi được thì đừng comment nhá. Có rất nhiều size giày ở phía sau. Hôm nay còn rất nhiều giày ở phía sau. Nên là ai đi được thì lấy, ai không đi được thì đợi size sau nhá mọi người nhá. Ok chưa? Em sẽ kiểm tra Facebook đi ạ. Chia sẻ 10 lần trở lên ạ. Nào, đôi này. Hoàn toàn 100% là ship nhanh các chị nhá, để cho các chị nhận được hàng 1.000 đồng cộng với phí ship nhá. Ok, là đôi này mọi người trả em bao nhiêu tiền nào? Là mấy? Trả bao nhiêu tiền đôi này nào? Comment cho em mã 02 size 36 kèm số điện thoại, trả bao nhiêu em cũng bán luôn. Đôi vừa nãy trả 1.000 em bán luôn 1.000. Ok, đôi vừa nãy trả 1.000 em bán 1.000 đồng rồi nhá. Nào bây giờ đôi này mọi người trả bao nhiêu em cũng bán mã 02 size 36 kèm địa chỉ số điện thoại. 02 size 36 kèm địa chỉ số điện thoại. Ok, chia sẻ càng nhiều thì comment của mọi người hiện lên càng nhanh thôi, nên là nó rất có lợi cho mọi người, ok chưa? Đôi này trả bao nhiêu không? Mua hàng rồi sẽ biết là thật hay đùa nhá. Ok Mỹ Linh, ok Bùi ST được chưa? Ngày mai chị Trinh Hara nhận được điện thoại bên em thì nhớ nhá, nhân viên bên em chỉ được phép thu 1.000 đồng của chị cộng với phí ship thôi, không bao giờ thu được phép thu hơn. Bạn nào thu hơn em đuổi việc ngay bạn đấy nhá. Ok chưa? 1.000 đồng. Còn đây là mã 02. Mọi người ơi, ok Khổng Trang chia sẻ rồi thì chốt đi em ơi. Mã 02 size 36 kèm địa chỉ số điện thoại và trả em bao nhiêu tiền thì nói luôn ở đây đi nhá. Rồi mã 02 của bạn Đậu Nga, bạn Đậu Nga trả 10.000 bán luôn cho bạn Đậu Nga.
giá bao nhiêu em cũng bán. Bạn Đậu Nga chia sẻ video này chưa? Trên 10 lần chưa? Chia sẻ rồi thì báo mình nha. Size 36 này của bạn Đậu Nga nhá. Một đôi bốt lót lông cực kỳ là đẹp nhá. Đây, bốt trần lông cực kỳ đẹp luôn, size 36. 10.000 đồng bạn Đậu Nga trả 10.000 bán luôn. Kiều Anh Lucy comment chậm rồi, Thu Thùy comment chậm, Lan Nguyễn chậm một chút rồi, Nguyễn Hiền chậm rồi. Quyên Nguyễn hơi chậm một tí mà còn không có số điện thoại nữa, còn không có địa chỉ nữa. Như nhàn nhà em yêu hơi chậm rồi. Rồi, đôi này bạn ấy trả 10.000 cũng bán, 1.000 cũng bán và 10.000 cũng bán. Miễn là dưới 100.000 em bán hết nhá. Các tình yêu nhớ điều kiện nhá. Nhớ phải chia sẻ trên 10 lần và bấm theo dõi Facebook. Hôm nay có 1.000 đôi, nên là kể cả mà 1.000 người hoặc 2.000 người xem thì ít nhất mỗi người có một đôi nhá. Trả giá nào em cũng bán tiếp theo luôn. Khi nào ghi xong địa chỉ báo chị luôn nhá. Ghi xong địa chỉ báo luôn để chuyển mẫu mới cho các tình yêu xem. Rồi em xong địa chỉ rồi em chuyển mã ra nhá. Quỳnh Hoa ơi chậm rồi các tình yêu ơi, ngồi chỗ nào mà sóng wifi căng đét đi nhá. Nhá. Ở đây từ nãy giờ chốt cho hai bạn nhưng mà toàn khách không quen thôi. Rồi có duyên với ai thì chốt cho người đấy nhá. Rồi một đôi bốt đùi. Một đôi bốt đùi nào trả em bao nhiêu tiền em cũng bán nhá. 1.000 cũng bán, 2.000 cũng bán. Mà 99.000 em cũng bán nhá. Có duyên với ai thì bán cho người đấy. Comment cho em bốt đùi ạ. Bốt đùi size 39 ạ. Bốt đùi size 39 kèm xa, kèm địa chỉ số điện thoại luôn. Có thấy ý như fan, fan như ý có thấy nào. Các tình yêu ơi, đôi này trả bao nhiêu cũng bán nhá. Comment cho em bốt đùi size 39 kèm địa chỉ số điện thoại và trả em bao nhiêu tiền thì nói luôn. Trả trên 100.000 em không bao giờ em bán. Chỉ có từ 1.000 đến 99.000 em bán nhá. Nào, mọi người comment bốt đùi. Đây, bốt đùi đây này nhá. Bốt đùi nhá, bốt đùi size 39 kèm địa chỉ số điện thoại. Bốt đùi size 39 kèm địa chỉ số điện thoại. 1.000 cũng bán, đôi đầu tiên em bán 1.000, đôi thứ hai em bán 10.000 rồi. Đôi này mọi người trả em bao nhiêu tiền nào. Mọi người comment đủ là bốt đùi kèm size 39 kèm địa chỉ số điện thoại cho em chưa thấy đâu. Trang ơi comment chưa đủ rồi, xin chào biển nhớ ạ. Rồi Trang comment chưa đủ rồi. Mọi người phải comment đủ mã cơ, không thì mọi người như này là không hợp lệ đâu ạ. Châm Trần ơi comment bốt đùi nhá, bốt đùi size 39 kèm địa chỉ số điện thoại. Lê Nguyễn Thủy Tranh ơi chưa đúng rồi ạ. Trả em bao nhiêu em cũng bán nhá. Nào đôi này 1.000 đồng nào, 1.000 đồng cho đôi này nào. 1.000 đồng nào, bốt đùi nào. Ok, bốt đùi cho Khuyên Gào nhá. Khuyên Gào trả bao nhiêu tiền đấy, Khuyên Gào trả 10.000 bán cho Khuyên Gào đôi này. Bốt đùi này của Khuyên Gào. Các tình yêu ơi, ở đây có 1.000 người thì những em yêu cầu là tất cả ai chia sẻ em mới bán cơ. Khuyên Gào đã chia sẻ chưa? Khuyên Gào đã chia sẻ chưa? Đôi này một, đôi này 10.000 đồng của Khuyên Gào nhá. 10.000 đồng của bạn Khuyên Gào một đôi bốt đùi nhá. Bốt đùi size 39 của bạn Khuyên Gào, bạn đợi mình chút để mình ghi địa chỉ số điện thoại nhá. Sáng mai bạn Khuyên Gào được nhân viên bên mình gọi điện chốt đơn thì là bạn chỉ trả cho mình đúng 10.000 và tiền phí ship, không được trả hơn đâu bạn nhá. Ok, tiếp mã mới cho các tình yêu ạ. Mọi người ơi chia sẻ đi, càng về giả em rất là nhiều bốt đẹp. Khuyên Gào có đơn rồi nhá, bạn trả 10.000 có đơn rồi nhá. Tiếp theo ạ, đây ạ. Đơn này được rồi, đơn này em không đợi mọi người trả giá, em bán luôn. Em báo luôn giá, đơn này size 40 rồi. Đơn này size 40 em bán giá 9.000 đồng. 9.000 đồng ạ. 9.000 đồng đơn này ạ. Yến Nguyễn comment chậm rồi các tình yêu ơi. Hôm nay 1.000 người xem thì 1.000 người đều có hàng, nghĩa là mọi người cứ chia sẻ thật là nhiều là có hàng. Bác trưởng ngân hàng Ly. Ly ơi, em cứ đợi đấy nhá. 1.000 đồng ạ. Mọi người comment cho em mã 04 ạ. Mã 04 size 40. Mã 04 size 40 đơn này là 9.000 đồng nhá. 9.000 đồng hàng đủ hộp đấy ạ. Hàng vừa bóc ra đủ hộp luôn. 9.000 đồng ạ, hàng Quảng Châu full box ạ, 9.000 đồng cho các tình yêu. Chia sẻ từ 10 lượt trở lên và bấm theo dõi Facebook xem trước nhé. Chỉ cần bấm như thế thôi. Là hôm nay 1.000 người xem thì 1.000 người đều mua được hàng. Chỉ cần mọi người comment thôi thì 1.000 người xem thì 1.000 người đều mua được hàng. Tại vì hôm nay em trả hơn 1.000 thôi cơ. Trả bao giờ sập nguồn thì thôi, hoặc trả bao giờ hết sức không nói được cái gì thôi nhá. Nào mọi người comment size 40 ạ. Mã 04 size 40 nhá. Kèm luôn địa chỉ số điện thoại cho em. Mã này 9.000 đồng nha, 9.000 đồng ạ. Hàng đủ hộp, thanh toán cho em đúng 9.000 cộng với phí ship thôi, không được trả hơn. Nhân viên bên em thu thêm tiền em sẽ đuổi việc nhân viên ngay lập tức ạ. Ok, cho chị Như Nhạt Ngà. Chị Như Nhạt Ngà đã chia sẻ video cho em trên 10 lần và bấm theo dõi Facebook chưa ạ? Chị Như Nhạt Ngà nhá, đôi này cho chị Như Nhạt Ngà. Chị Như Nhạt Ngà đôi này 9.000 đồng cộng với phí ship chị nhá. 9.000 đồng cộng với phí ship và tất cả các tình yêu chia sẻ và bấm theo dõi Facebook thì đều được mua hàng của ngày hôm nay.
lên tiếp mã mới. Nào khi nào ghi xong địa chỉ em sẽ lên mã mới luôn. Đây nhá, bốt này là 9.000 đồng nhá chị yêu, chị Như Nhật Nhòa. Tất cả các chị, kể cả khách quen, kể cả khách chưa bao giờ em gặp, hoặc là kể cả người mà em chưa bao giờ em quen biết, các chị có thể vào mua hàng thoải mái. Giá 1.000 đồng em cũng bán nhá. Ok, 1.000 đồng cũng bán. Lên tiếp một mã mới luôn. Nào tiếp một đôi này ạ. Tiếp ạ. Đôi này em bán 1.000 đồng ạ. 1.000 đồng ạ. Rồi các tình yêu ơi, comment phía sau hơi chậm rồi. Nguyễn Thanh Hoa hơi chậm, Duyên Dài hơi chậm rồi, Trang Dương hơi chậm, Khánh Ly, Khánh Linh hơi chậm rồi. Rồi các tình yêu ơi, mã 04 á, cho chị Như Nhật Nhòa rồi. Ok, 1.000 đồng ạ. Mọi người ơi comment cho em mã 05. Mọi người comment cho em 05 size 38 ạ. Đôi này 1.000 đồng nhá. Đừng có ai trả hơn nhá, trả hơn em không lấy. Trả hơn là em không lấy, mà em thậm chí không bán hàng cho người đấy luôn. Đôi này 1.000 đồng cho em ạ. 1.000 đồng cộng phí ship nha. 1.000 đồng ạ, cho khách chia sẻ trên 10 lần và bấm theo dõi xem trước ạ. Chia sẻ trên 10 lần và bấm theo dõi xem trước. Em lên chân cho mọi người xem, mọi người thích không? Lên chân cho xem luôn ạ. Đợi em tí, em lên chân cho mà xem nhá. 1.000 đồng nhá, ai trả hơn em không bán đâu nha. Giá rẻ chị em chia sẻ cùng mua nhá. Mọi người ơi, đừng ai gọi Messenger cho em giờ này. Ai gọi giờ này em chặn luôn Facebook nha. Không ai gọi của giờ này nhá. Đôi tiếp theo là đôi mã 05 size 38 ạ. Đôi này em bán giá 1.000 đồng ạ. 1.000 đồng các tình yêu ơi, 1.000 đồng ạ. 1.000 đồng ai trả hơn không bán nha. Ai trả hơn không bao giờ bán đôi này. 1.000 đồng ạ. Rồi mã 05 nào. Mã 05 nào. Mã 05 nào. Mã 05 1.000 đồng kèm địa chỉ dưới điện thoại nào. Ok cho Kiều Anh Luxury nha. Ok Kiều Anh Luxury các tình yêu ơi, em có duyên với ai em nhìn thấy một phát là em chốt luôn, chứ em không phải là ưu tiên cho ai đâu nhá. Bán rất là công bằng, 1.000 đồng hôm nay kể cả 2.000 người xem thì 2.000 người đều mua được hàng nhà em. Yên tâm một điều là như thế, ai chưa có đơn đều sẽ có đơn. Mỗi người không được mua tối đa là 3 đôi thôi nhá, nên ai cũng có hàng. 1.000 đồng nhá, đôi này của Kiều Anh Luxury, sáng mai nghe điện thoại giúp chị nhá. Nhớ là chị trả 1.000 đồng cộng với phí ship thôi, không được trả hơn đâu nhá. Ai thu hơn thì chị không đồng ý đâu nhá. 1.000 đồng cộng với phí ship đôi này ạ, hàng đủ hộp nhá. Ok, size 38 của Kiều Anh Luxury. Các tình yêu ơi, mua hàng thì nhớ là chia sẻ trên 10 lần và bấm theo dõi xem trước Facebook nhá. Bấm theo dõi xem trước ạ. Rất là nhanh chóng để mọi người đều mua được hàng nhé. Bây giờ em sẽ làm thao tác rất là nhanh đi. Mọi người thao tác nhanh đi ạ. Ai mà chưa chia sẻ thì chia sẻ trước đi. Không là em kiểm tra Facebook chưa chia sẻ là tí lên hủy đơn thì đừng có hỏi tại sao nhá. Ok chưa? Chúng ta thiện chí mua hàng, chúng ta chia sẻ không mất tiền. Nhưng mà em mất tiền thì mọi người hãy chia sẻ đi. Mọi người không mất tiền thì mọi người chia sẻ thật là nhiều vào để tăng tương tác thì chúng ta sẽ mua được hàng. Nào lên luôn một đôi nữa. Đôi này em thề với các chị luôn là trước Tết em có bán giá hơn 400.000. Ngồi đây và dám thề với các chị là đôi này trước Tết có bán hơn 400.000. Và đôi này bây giờ em bán giá 3.000 đồng. 3.000 đồng. 3.000 đồng đôi này trước Tết em bán hơn 400.000. Và hàng này các chị ơi 100% là hàng hiệu và hàng đẹp luôn. Nhưng bây giờ em bán giá 3.000 đồng. Mọi người comment cho em trắng 34 ạ. Trắng 34 kèm địa chỉ số điện thoại. 3.000 đồng nhá. Trắng 34 kèm địa chỉ số điện thoại ạ. 3.000 đồng ai trả hơn em không bán. 3.000 đồng. Điều kiện là chia sẻ 10 lần và bấm theo dõi xem trước Facebook. Bây giờ cứ một tuần em làm một lần cho nó máu. Một tuần bán như thế này một lần cho máu. Nha, ok đó thì nhiều nào. Hôm nay 100% 2.000 người xem thì 2.000 người đều mua được hàng. Mã. Mọi người comment cho em trắng 34 kèm địa chỉ số điện thoại. Trắng 34 kèm địa chỉ số điện thoại. Đôi này 3.000 đồng ạ. Đôi trước 1.000 đồng của Kiều Anh Luxury có đơn rồi em yêu nhá. 1.000 đồng của Kiều Anh Luxury có đơn nhá. Đôi này 3.000. Đôi này phải bán cao hơn 2.000 thì mới có lãi được. À bon chen quá. Rồi mọi người quay mê trắng 34 nào. Trắng 34 ok cho anh chip nào. Anh chip nào. Ok anh chip. Anh chip đôi này của anh chip là 3.000 đồng em nhá. 3.000 đồng của anh chip. Anh chip đã chia sẻ chưa? Chưa chia sẻ thì không bao giờ mua được đâu nhá. Chia sẻ 10 lần và bấm theo dõi xem trước nhá. Và nhận được hàng. Hôm nay mà 1.000 người nhận được hàng thì nhớ feedback cho em. Đừng có kiểu nhận được hàng xong im ỉm nhá. Lại mang tiếng lừa đảo mệt lắm nhá. Đôi này 3.000 đồng của anh chip này. Mai nhân viên gọi điện xuất đơn thì nhớ là chỉ có 3.000 đồng với phí ship thôi nhá. Ok chưa? 3.000 đồng sau 34 đã có chủ ạ. Đôi này thề luôn trước Tết bán hơn 400.000. Thề luôn. Đây các chị ơi hàng hiệu nha. Trước
bên em bán hơn 400 nghìn mà các chị tranh nhau không mua được hàng luôn. Bây giờ bán 3 nghìn. Dùng buồn chèn quá.
37 ạ, bốt đen 37 kèm địa chỉ số điện thoại. Đôi này bán đúng 2.000 đồng, ai trả cao hơn không bán. Đôi này bán 2.000 đồng, Hương Hằng ơi có thấy nhá. Bình luận bị spam á mọi người ơi, bình luận bị spam là mọi người comment nó giống nhau quá. Bình luận trước, bình luận sau nó giống nhau quá thì nó sẽ bị báo spam nhá. Có thấy Linh Nguyên nhá, Trần Thị Bích Phượng. Có thấy đấy, nhân viên bên em đọc là có thấy đó, đâu rồi, bốt đen 37 đâu rồi. Ok cho Phương Phạm ạ. Phương Phạm đã chia sẻ video này trên 10 lần và bấm theo dõi xem trước chưa? Phương Phạm trả đôi này 2.000 đồng cộng với phí ship nhá. 2.000 đồng nhá, trả nhiều hơn không bao giờ bán luôn. Riêng ai trả nhiều hơn không bao giờ bán. Ok đôi này của Phương Phạm nhá. Kiểm tra Phương Phạm nhá, ngày mai bên mình sẽ gọi điện chốt đơn cho Phương Phạm và kiểm tra xem bạn đã chia sẻ chưa nhá. Ok, một hôm nay 5.000 người xem mà 5.000 người chia sẻ đủ bước thì em vẫn bán đủ cho 5.000 người nhá. Trừ khi mà em hết sức em không làm được gì, hoặc là tự nhiên mà đang livestream mà điện thoại bị sập nguồn một phát là không lên được nữa. Nhưng mà yên tâm là em đang vừa cắm sạc vừa like rồi nhá. Yên tâm một điều là không bao giờ có chuyện như thế nhá. Nào đôi này 2.000 đồng của bạn Phương nhá. Phương Phạm 2.000 đồng nhá, ghi địa chỉ của Phương Phạm nhá. Ghi đủ địa chỉ nhá. Rồi sáng mai bên em bắt đầu gọi điện chốt đơn nhá mọi người ơi. Sáng mai gọi điện chốt đơn nhớ để ý điện thoại cho em. Lên một đôi bốt hàng hãng nha. Một đôi bốt hàng hãng giá tiền triệu luôn. Bây giờ em lên giá 5.000 đồng. Rồi mọi người ơi, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ đi để đủ điều kiện nha. Không là tí nó không hợp lệ là hủy đơn đấy. Có thấy đậu xanh.
Ai trả hơn em không bán, ai trả 10.000 em không bán, trả 1 triệu em cũng không bán, em bán đúng 9.000 đồng. Comment cho em đen hàng hiệu size 35 kèm số điện kèm địa chỉ số điện thoại ạ. Đen hàng hiệu size 35 kèm địa chỉ số điện thoại ạ. Đen hàng hiệu size 35 kèm địa chỉ số điện thoại ạ. Đây cho mọi người xem nhá. Cho xem cả đôi luôn. Trời ơi đôi này bán tiếc đứt ruột luôn. Thật. Em mà đi vừa em để đi luôn. Thế nhưng mà thôi, không quan trọng. Không quan trọng, quan trọng là mình đem lại niềm vui cho tất cả những chị em ở đây ạ. Em chưa thấy ai comment đúng cú pháp ạ. Mọi người comment cho em đen hàng hiệu size 35 kèm địa chỉ số điện thoại. Được chưa ạ? Đen hàng hiệu size 35 kèm địa chỉ số điện thoại. Đôi này 9.000 đồng ạ. Hàng hiệu mọi người ơi, giá trên kệ tại Vincom Plaza là trên 4 triệu đồng thời điểm trước Tết nhá. Đen hiệu size 35 kèm địa chỉ điện thoại, nhưng mọi người toàn không comment đúng cú pháp thôi. Đen hàng hiệu size 35 cho Lan Anh Thị Nguyễn này. Ghim bình luận của Lan Anh Thị Nguyễn nha. Lan Anh Thị Nguyễn chuẩn cú pháp luôn ạ. Đen hàng hiệu luôn nhá, 9.000 đồng của Lan Anh Thị Nguyễn. Sáng mai bên em gọi điện chốt đơn thì nhớ nghe máy nhá. Trời ơi đôi này có trả em 1 triệu em cũng không bán, nhưng mà trả 9.000 đồng thì em bán. Và mọi người yên tâm là chất lượng của nó đáng giá tiền triệu nhá, chứ không phải là tiền nghìn nhá. Tiền triệu còn không mua được, hàng không đụng hàng nhá. Ok chưa? Đen hàng hiệu hết rồi, bán cho Lan Anh Thị Nguyễn rồi. Trang Bella chậm quá. Các chị ơi ngồi chỗ nào mà wifi căng đét thì để đi cho em xem nào. Sao chậm vậy? Ok. Comment làm sao cho wifi là chỗ nào ngồi chỗ nào cho wifi căng đét đi. Làm việc gì thì bỏ hết sang một bên đi. Tí nữa thì làm. Làm gì mà phải làm bây giờ. Tập trung vào cái công việc chốt đơn đi nhá. Để em bán hàng cho nó nhanh để em còn nghỉ nhá. Em bán hết hàng là em nghỉ. Nào tiếp một đôi nơ. Nơ sau mọi người comment cho em. Comment cho em nào. Em hàng hiệu hết rồi nha. Hà Ophi. Sora chậm rồi. Thục Trần ơi chậm rồi. Hoa Hướng Dương. Có nhá. Trời ơi kể cả 5.000 người xem mà mọi người theo dõi mọi người vẫn mua được hàng. Chẳng lẽ theo dõi cả một cái livestream em bán mấy nghìn đôi chẳng lẽ không mua được một đôi. Điều đấy là vô lý đúng không ạ? Thế thì cứ lên là sẽ mua được hàng, chỉ cần mọi người cứ theo dõi cái livestream này. Chứ còn nếu mà đi ngủ trước em thì là không mua được hàng rồi. Rồi mọi người comment cho em nơ sau 35 ạ. Nơ sau nhá, đôi này buộc nơ ở sau nhá. Nơ sau 35 kèm số điện thoại ạ. Nơ sau 35 kèm số điện thoại ạ. Đôi này 19.000 đồng ạ. Đôi này 19.000 đồng nhá. Nơ sau 35 kèm số điện thoại ạ. Nơ sau 35 kèm số điện thoại nhá. Chỉ chốt cho khách chia sẻ 10 lần và bấm xem trước Facebook nhá. Chỉ chốt cho khách chia sẻ 10 lần và bấm xem trước Facebook ạ. Có thấy chị Tu Hằng nhá. Có thấy khoai tây chín nhá. Có thấy hoa bảo. Nơ sau 35. Ok cho cô bé họ Nguyễn Quang Binh Mê Linh Hà Nội. Ok cô bé họ Nguyễn nhá. 9.000 đồng của cô bé họ Nguyễn nha. Ngày mai nghe điện thoại nha. Nhân viên bên em chỉ được phép thu 9.000 đồng cộng với phí ship. Ai thu nhiều hơn bên em đổi việc luôn nha. Chỉ đúng 9.000 đồng cộng với phí ship nha. Nơ sau 35 của cô bé họ Nguyễn nha. Anh ơi. Em vào cái tắt kia kia đi. Đóng cái kia lại. Mọi người đợi em chút nha, bằng 20 giây. Kéo xuống đi. Có cái nút chia sẻ là anh chia sẻ cho em. Ở trên Facebook của em. Anh thoát ra, anh bấm vào link Trần lại đi. Có nút chia sẻ không? Chia sẻ đi. Ừ, rồi ok. Rồi em lên tiếp mã mới là ghi xong địa chỉ rồi nhá. Lên thật là nhanh nhá, nhưng thật là nhanh. Đẩy nhanh tiến độ để mọi người mua được hàng thật là nhanh nhá. Không chia, không thấy thì mọi người cứ 2-3 phút mọi người chia sẻ một lần. 2-3 phút chia sẻ một lần đi thì nó mới tăng tương tác được. 2-3 phút chia sẻ một lần. Ủa ơi, đẹp thế. Rồi sao 36 tiếp ạ. Mọi người comment cho em đen. Đen lá nhá, có cái lá ở đây này. Bốt đen lá nhá, có chiếc lá ở đây này. Đen lá nhá. Đen lá size 36 kèm địa chỉ số điện thoại ạ. Đen lá size 36 kèm địa chỉ số điện thoại. Đây này.
10 sao 39 ạ. Má 10 sao 39 ạ. Ok cho Hương Ngô. 10 sao 39, chị Hương Ngô chia sẻ video cho em chưa? Chia sẻ và bấm xem trước đi. Ngày kia em rảnh nhá, em thấy là em sẽ lên live tiếp, lên live hàng 1.000 đến 99.000 tiếp nhá. Ok nhá, ok tiếp này. Ok, cô bé Hậu Nguyễn lại chậm rồi, Vicky Dung chậm rồi, Nguyễn Thùy Dung ơi chậm rồi, Ngân Cun chậm chút xíu, Hà ơi chậm rồi. Rồi ok nhá. Của Hương Ngô đây này nhá, Hương Ngô trả 2.000 đồng và phí ship nhá. 2.000 đồng và phí ship nhá các tình yêu ơi. Ai đi được size nào thì lấy size đấy nhá. Đừng có thấy hàng nó rẻ. Thế người ta bán hàng 1.000 người ta chẳng thấy phí thì thôi, bán hàng 1.000, 2.000 chẳng thấy phí thì thôi,
bây giờ phí cả lượt chia sẻ gì mà gay gắt thế. Ok, các tình yêu em tiếp mẫu mới.